Ở trong đạo Phật thì hay nói tới danh từ bố thí. Mà bố thí người ta thường nói là bố thí để kết duyên. Cho nên rồi nhiều khi mình không quen không biết gì hết á, nhưng nghe nghe ở đâu người ta đau khổ thì mình làm gì? Mình ra tay, mình bố thí, mình cứu giúp. Mình đâu có cần quen, mình đâu có cần thân. Thì bố thí như vậy bằng cả cái tấm lòng rộng lớn của mình, người ta gọi là vô duyên từ bi. Tức là gì biết không? Tình thương mà không cần phải có duyên cớ, không cần phải có quen biết. Thường thường mình quen mình mới cho nhiều, hay là quen mới cho, còn không quen thì không cho. Thành thử ra trong đạo Phật á, thường thường khi mà người ta nói đến cái chỗ gọi là giúp đỡ, mà giúp đỡ cùng tột, thì người ta mới nói rằng mong đại chúng vận dụng vô duyên từ bi. Tức là hãy dùng cái tâm từ bi mà không cần duyên cớ. Thí dụ như bây giờ mình xây một cái trung tâm gì đó cho cộng đồng người Việt thì không có phân biệt phải là đạo Phật mới được cho, hay là phải là đạo Chúa mới được cho, hay đạo Tinh Lành mới được cho. Cái chỗ đó là của chung thì ai cũng có thể đóng góp được hết. Vì vậy cho nên á, khi mà cái lòng của mình mà xả được chừng nào á, thì mình lại được nhiều chừng ấy. Cho nên thường trong đạo Phật còn dùng một cái danh từ gọi là xả đắc. Xả đắc là gì? Khi mà mình cho ra, xả là cho ra, là buông bỏ. Khi nào mình cho được nhiều chừng nào á, thì mình lại được nhiều chừng ấy. Chứ cái chữ đắc là được. Nếu mà nói về vật chất, có thể mình chưa thấy. Ví dụ mình nói tôi cho ra mà tôi thấy gì được đâu, phải không? Nhưng mà cái đó là phần sự. Nhưng mà về cái phần lý là mình được không? Mình được, được cái gì biết không? Được cái lòng từ bi vô duyên, vô duyên từ. Mình được cái gì nữa? Mình được cái tấm lòng rộng lớn. Mình xả được cái tâm ích kỷ. Mình xả được cái tâm ích kỷ, mình xả được cái tâm bõn sẻn, thì mình lại được cái gì? Được cái tấm lòng rộng lớn. Cho nên gọi là xả đắc. Khi mình xả là mình đã đắc, khi xả là đã được. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như vậy nè. Thí dụ bây giờ mình làm ra một cái dĩa CD, mình mong rằng người ta đến để người ta nhận cái CD đó về người ta nghe. Tại sao mình làm vậy? Tại mình biết cái dĩa này nó hay, nó có thể làm lợi ích cho người. Cho nên là khi mà người ta lấy dĩa đi á, tức là mình xả rồi. Nhưng mà khi mà xả được cái dĩa đó là mình cũng đắc. Đắc cái gì? Đắc thêm được Phật tử, đắc thêm được người hiểu đạo. Có phải không? Cho nên một người mà người ta nghe lời lành thì bắt đầu mình hiểu rằng bắt đầu ở trong cảnh giới lành có thêm người. Cho nên thấy người niệm Phật là phải vui. Tại sao vậy? Tại vì mình biết rằng người ta niệm Phật thì người ta không niệm ma. Mà không niệm ma thì thế giới bớt đau khổ, con người bớt đau khổ. Ngay cả mình cũng vậy à. Mình vô trong này mình tu, mình xả được một cái giận nào đó, cái mình lại sao? Mình lại vui được chỗ đó. Đó, cho nên là cái danh từ xả đắc nó hay lắm. Có nhiều khi mình thắc mắc, mình nói tôi thấy tôi cho quá trời mà tôi có được gì đâu. Đừng ở trong. Xả là cứ xả. Còn khi biết muốn nói được á, là được cái gì? Được cái sự không mong cầu. Lâu nay mình mong dữ lắm, cầu dữ lắm. Bây giờ mình không mong cầu gì hết, gọi là xả đắc đó. Mình đắc được cái tâm vô tác. Trong tam giải thoát môn đó, tam pháp ấn đó, không vô tướng vô tác. Vô tác là khỏi làm mà tự nó đến. Giống như mà mình nói là mình niệm Phật, đừng ngồi cầu niệm rồi có xá lợi. Rồi mai mốt là thiêu ra để rồi dặn dò con cháu, thiêu má rồi thiêu ba rồi nhớ kiếm vài viên xá lợi. Niệm cái đó niệm xá lợi, không phải niệm Phật. Niệm Phật là nhân,
thành Phật là quả. Thành thử ra mình gieo nhân đúng thì đừng có lo. Rồi hàng ngày cứ việc tiếp tục gieo cái duyên đó, trợ cho cái duyên niệm Phật đó. Còn cái chuyện mình trồng cây đúng, mình phân bón đúng thì tự nhiên cái quả nó sẽ đúng. Đừng ngồi đó mà mình đặt vấn đề là có xá lợi hay là không có xá lợi. Trong cuộc sống của chúng ta đó, mà bố thí thì chúng ta có thể thực hiện được mỗi nơi mỗi chốn. Ví dụ như bây giờ nè, ở trong nước Việt Nam mình bây giờ đang có bão lụt. Bây giờ mình tùy theo hoàn cảnh của mình bố thí. Khi mình nghe cái chữ bố thí, mình lại có không có, mình cảm thấy là cái chữ đó nó nặng quá. Tôi đâu có nghèo khổ gì mà đại bố thí. Không, cái chữ bố là rộng, chữ thí là cho. Cho một cách rộng rãi, cho không có phân biệt thì là bố thí chứ gì đâu. Cho nên ví dụ bây giờ mình, người ta lại, người ta nói tôi bố thí cho thầy này nè, cũng đừng buồn. Mình nói tôi nghèo khổ gì đâu phải bố thí cho tôi. Thường thường mình nói đến với mình là cái người sang trọng, cái người mà có địa vị, cái người không xin là phải nói sao, biếu tặng, là biếu, là dâng, là cúng, chứ không có bố thí. Bố thí là bố thí cho người nghèo thôi. Cái người mà gọi là thấp kém mới gọi là bố thí. Dạ xin thưa, không phải vậy. Mình hiểu như vậy thì mình chưa có hiểu đúng chữ. Cho một cách rộng rãi, không phân biệt thì gọi là bố thí. Ví dụ bây giờ mình đem tiền bỏ vào trong thùng cúng dường đó, thế mình kêu là cúng dường phải không? Nhưng mà thật sự ra nếu muốn dùng chữ bố thí cũng được nữa. Tại vì mình cho mà không có trước tướng, trước hình gì hết, gọi bố thí. Bây giờ cái chùa đó đang thiếu cái nồi, cái chảo gì đó, mình mang tới, mình nói dạ con bố thí cho chùa cái nồi, cái chảo. Cũng không có giận. Nói trời ơi, chùa đâu có nghèo thiếu gì mà cho cái chảo, cái nồi, thí dụ vậy. Cho cái chữ bố thí nó vậy đó. Cho một cách rộng rãi, không phân biệt. Cho nên lỡ mà mai mốt mà mình có nghe ai mà tới nói với mình nữa, tôi bố thí cho chị cái này, cũng đừng có buồn. Mà mình phải vui nữa, có nghĩa là chị này cho mà không có ghi sổ nè. Không có ghi sổ là ngày đó, tháng đó đó chỉ cho mình năm cái gì đó, mà mai mốt mà mình không cho lại đây là có chuyện nữa. Bây giờ chị này thực hiện cái chuyện gọi là cao tột đó. Chị không có ghi sổ mình. Cho nên bố thí là mình rộng rãi, mình giúp người khác. Thì trong đạo Phật có ba cách bố thí. Bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô ý. Tài thí, pháp thí, vô ý thí. Mà tài thí nó có hai thứ, nội tài và ngoại tài. Ngoại tài là của cải nè, vật chất nè. Còn nội tài là gì? Nội tài là thân thể. Ví dụ như mình ký cái giấy cho người ta dùng cái thân thể mình, nếu mà lỡ mình có mất mà cơ thể mình có bộ phận nào mà dùng được thì người ta dùng đó, thì đó là nội tài. Còn mình cho tiền của cơm ăn áo mặc, đó là ngoại tài. Và được tài thí là như vậy, mình cho của cải. Còn pháp thí là mình cho cái gì? Mình cho những lời khuyên lơn nhắc nhở. Không phải đi thuyết pháp mới gọi là pháp thí. Chỉ cần mà người ta khổ mà mình lại mình nói cho người ta bớt khổ, đó cũng là pháp thí đó. Không, mình dùng phương pháp, chánh pháp để mình làm cho người ta giải khổ là bố thí pháp. Rồi người ta sợ sệt, mình lại mình an ủi người ta gọi là vô ý thí. Vô ý thí. Thí dụ như bây giờ người ta sợ sệt một cái gì đó, cho nên người ta tìm tới tôn giáo. Rồi vô đây rồi mình còn dọa thêm nữa. Mình nói là phải lại Phật cho đủ 100 cái, nghe không? Không đủ 100 cái là đọa địa ngục. Cứ dọa thôi. Cái gì cũng cứ bảo người ta tin đó thì lên thiên đường, mà không tin thì xuống địa ngục. Đó là không phải cái kiểu của đạo Phật.
Ở ngoài đời người ta sợ quá trời quá đất, sợ gì biết không? Sợ già, sợ xấu, sợ nghèo, sợ khổ, sợ thất tình, sợ đủ kiểu. Cho nên rồi người ta mới đi tìm tới một cái tôn giáo để người ta mong có một phương pháp nào đó giải cái sợ sệt cho người ta. Vậy mà vô đây rồi cái mình dọ tiếp. Quý vị có thấy được điều đó không? Cho nên là đạo Phật là mình phải có một cái là vô quý thí, cho người ta cái không sợ hãi. Mà thiệt không sợ nha. Thí dụ mình ở Ta Bà này, mình tu mà lơ tơ mơ tàn tàn vậy, cũng có Phật Thích Ca độ. Rồi mà lỡ mà hên quá mà được đi về Tây Phương Cực Lạc gặp Phật Di Đà độ. Mà lỡ mà tu lèn èn, nghĩa là bết bát mà rớt xuống địa ngục, cái coi Địa Tạng độ. À vậy thì đạo Phật rõ ràng cho mình cái vô quý, không có sợ. Anh cứ việc anh tu, anh cứ việc anh tu. Anh tu mà lỡ mà anh tu mà nghĩa là rớt, rớt đài đi nữa, xuống dưới kia cũng có ngài Địa Tạng ngồi để chờ anh. Phải không? Cho nên hạnh phúc. Nhiều khi mình ngồi mình nghiệm hay quá, cho nên phải tu hoài. Bây giờ mình cứ tu. Ở đây là có Đức Phật Thích Ca không? Thích Ca nguyện độ Ta Bà mà, Di Đà nguyện mở cửa nhà lạc đăng. Trong một bài sám nói vậy đó. Hai vị đó là bạn với nhau đó nha. Bạn là Bảo Hải tức ngài Thích Ca. Thích Ca nguyện độ Ta Bà, Di Đà nguyện mở cửa nhà lạc đăng. Rồi giờ bữa nào mình không có thích ở cõi Tây, mình chạy qua cõi Đông gặp Phật Dược Sư. Đọc Kinh Di Đà coi, phương nào cũng có Phật hết á. Phương trên, phương dưới, phương hạ, phương Bắc, phương Nam, phải không? Mười phương đều có Phật. Vậy có sợ gì nữa không? Cứ việc hạnh phúc mà tu thôi. Đó. Mình được ở trong một cái chánh pháp như vậy mà mình không thấy hạnh phúc thì thôi, không biết làm gì nữa vậy. Không có sợ. Có tiền, tài thí. Không có tiền, pháp thí. Đó, bây giờ thí dụ như giờ đây quý vị mà có dư thì quý vị hùng vô cái quỹ mua CD, mua DVD vậy đó. Rồi người ta không mua thì người ta bỏ công người ta làm. Cho nên mình cầm cái dĩa lên công cán dữ lắm đó nha. Không phải là ra được cái dĩa ngon lành vậy đâu. Phải ngồi đó nghe cho kỹ từng đoạn rồi cái nào ho, tiếng gió, tiếng gì đó phải cắt bớt để cho cái dĩa nó ngon lành. Rồi phải ngồi design cái dĩa cho nó đẹp. Để mà người ta cảm thấy người ta thích, người ta nghe. Rồi chẳng những vậy, nghe xong bài pháp rồi sợ người ta buồn ngủ, dư ở dưới đó mấy phút thêm bản nhạc nữa. Thành thử tất cả những cái hình thức đó, giống như bây giờ mà DVD mà dồn lại, mà nếu mà nghe từ đầu đến đuôi cái chán, giờ phải design thêm kiểu nữa, nhiều track. Ai thích nghe cái bài nào thì người ta chọn bài đó. Pháp thí đó. Ở trong tứ nhiếp pháp, bốn cái hạnh của Bồ Tát, tức là bốn cái cách để mà mình thu phục, mình nhiếp hóa một người khác. Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, thì bố thí đứng đầu. Trong lục độ của Bồ Tát, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, bố thí đứng đầu. Giờ khi mà người ta ra, người ta tắc bạch không? Kính bạch chư tôn đức, chúng con từng nghe cái chỗ mà lên bờ giải thoát là phải nghiêm trì tịnh giới, muốn tạo phước điền phải quy kính tam tôn, muốn thoát khỏi bờ mê phải cần cầu tịnh giới. Không, trong các hạnh bố thí đứng đầu. Bố thí là mình cho gì đâu, cho để kết duyên. Ví dụ như hôm nào mà mình lỡ chọc bà xã ông xã là giận đó,
đi đâu đó, đi ngang thấy cái tiệm bánh, biết bánh này bà xã thích hay ông xã thích, cái mua hộp bánh về, cái kết duyên cái què. Ở đời đó vậy. Cho nên là người ta hay lắm, ta muốn mà có cái thân mật cái là cái gì, phải không? Đãi ăn bữa ăn. Quý vị mà để ý, quý vị thấy là cái chuyện bố thí nó xảy ra từng ly trong đời sống hàng ngày. Bây giờ mình là quý vị mà tới chùa thăm quý thầy á, đầu tiên là quý vị được đãi cái gì trước nè? Trà. Phải không? Tôi nói sao? Ở trong chùa không có cái gì hết á, có trà thôi. Thành tựu nó nói chén trà đậm đà câu chuyện. Còn ngoài đời ta nói khách tới nhà không gà thì thịt. Nhưng mà mình chai lạc rồi gà thịt gì nữa. Rồi nói sao? Khách tới nhà không trà thì bánh, à, không trà thì nước chứ. Cho nên là nhiều khi người ta lỡ đi đường mà ta không có rượu, cái ta nói sao phải không? Lấy nước thay rượu, lấy trà thay rượu. Tức là cái hình thức cho hết. Giờ quý vị đi đi chơi về đâu xa đó, muốn nói với thầy là con đi xa mà con vẫn nhớ thầy, mua thầy con cúp bé bà lớn. Cũng được, không có sao. Không phải cái vấn đề là cái món quà lớn nhỏ, nhưng mà đem về cái tự nhiên cái vị đó cũng vui, là biết là cái vị đó đi xa mà vẫn nhớ mình. Trong phòng phổ quà bây giờ một tủ, chú tiểu lớn, chú tiểu nhỏ, Phật nhỏ, Phật lớn gì một tủ vậy đó. Không có cái là không có ai cho tặng gì là gom về để đó. Vị nào đi Úc đem về cho cái hình nhỏ nhỏ của Úc, ai đi Hawaii cho cái nhỏ nhỏ Hawaii, mà không bỏ gì hết, cho cả tủ của đó. Mà những cái đó nó nuôi dưỡng mình lắm, nó nuôi dưỡng mình lắm. Thật nữ khi mà mình có thể mình gần gũi, mình biết một người nào, mình có thể mình cho họ được cái gì đó. Cái chữ cho đây mình đừng có hiểu là cái người đó chắc là họ khổ sở mình phải ra ơn với họ, không. Đừng hiểu như vậy. Mà cái chữ cho đó là cái tấm lòng của mình, nó thể hiện qua một món quà, một món vật. Cho nên cái chữ bố thí nghe là vậy. Thì trong cái phẩm thứ 10 này nè, có cái tên là so sánh nhân duyên công đức. Tiếng Hán chữ so sánh gọi là giảo lượng. So sánh lại. Ở trong kinh Địa Tạng đó, bắt đầu từ cái phẩm này mà đổ về sau là còn 3 phẩm nữa phải không? Mấy phẩm? 10, 11, 12, 13, 4 phẩm. Thì mấy cái phẩm sau này đó, cái phẩm này người ta gọi là hồi cái phẩm thứ 9 là phẩm Phật Bảo. Phẩm này là phẩm gì biết không? Pháp Bảo. Phẩm này là phẩm Pháp Bảo. Bắt đầu từ cái phẩm thứ 11 mới là bắt đầu phần lưu thông. Khi nào mình học tới phẩm thứ 11 thì mình sẽ nói. Lúc đó Ngài Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, nương oai thần của Đức Phật, từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh trong nghiệp đạo, so sánh về sự bố thí có nhẹ có nặng. Có người hưởng phước trong một đời, có người hưởng phước trong 10 đời, hoặc đến hưởng phước lợi lớn trong 100 đời, 1000 đời. Những sự ấy tại làm sao thế? Cúi xin Đức Thế Tôn dạy cho. Cái chữ mà Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, trong đạo Phật mình hay thấy cái nói gì rồi cũng Ma Ha Tát đó. Chữ Ma Ha là gì? Ma Ha là rộng lớn. Ma Ha thì có chiều chỗ, người ta dịch thay vì nói là Bồ Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát thì người ta dịch luôn là ta nói Đại Bồ Tát. Thay vì nói là Bồ Tát Ma Ha Tát thì cái chữ Ma Ha là đại, là lớn, thì người ta lấy cái nghĩa đó mà người ta, người Hoa dịch là đại. Cho nên thí dụ như mình nói Đại Bồ Tát, đó là Bồ Tát Ma Ha Tát đó. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nương oai thần của Phật. Quý vị có nhớ không? Mình học chữ oai thần nương là sao?
Nương oai thần là sao? Tức là mình nương nhờ, mình nương nhờ đó. Mình đừng có nói là tôi sống tôi không có nương ai, tôi không có nhờ ai, nói vậy không có được đâu. Làm gì mình không nương nhờ người khác được? Tại lúc đó giận quá mình nói vậy thôi. Nhưng mà nhiều khi mình nói tôi không cần, tôi sống mình cũng được, mà thiệt sự nói câu đó mà trong thâm tâm mình á, biết làm sao không? Mình cần lắm, cần lắm, nhưng mà tại lúc đó giận quá, lẫy quá, nói vậy đó. Cho nên mình mới thấy cái chỗ khiêm cung, cái chỗ hay của chư vị Bồ Tát là nương oai thần của Phật. Có một bữa Pháp Hòa mới nói với chú Trung Đạo và nói: con một lát con nhớ lên con ngồi đó cho thầy nghe không? Thầy mà thấy con ngồi đó là thầy đủ energy để thầy nói pháp. Rồi Pháp Hòa mới nói với chú là nương, thầy nương oai thần của con. Thế thì bởi vì chú mà chạy tới chạy lui ở đâu đó mình không biết chú đi đâu, tâm mình nó không tập trung, thì giờ chú ngồi đó là mình biết là you are here, giờ con đang ngồi đây nè. Giờ chú nghe chú không hiểu gì hết cũng không sao, miễn chú ngồi đó tâm chú chưa tịnh nhưng mà thân chú tịnh. Mặc dù chú ngồi đó chú có trạo cử một chút nhúc nhích như vậy nhưng mà không sao, giống như con cái mình vậy đó. Nó mà đi là mình rầu lắm, không biết nó đi đâu. Thành thử nếu mà nó ở nhà mà nó có bày binh bố trận chút thôi chịu khó dẹp đi, nhưng mà mình biết nó có ở nhà, có phải không? Chứ nhiều khi nó bày mình mệt dữ lắm, nhưng mà thôi kệ, chịu khó dọn mà mình biết nó ở nhà. Chứ còn mà nếu mà nó đi là mình khỏi dọn, nhưng mà trong lúc đó đó thân mình thì khỏe mà cái tâm mình thì lo còn khổ hơn nữa. Cho nên nương oai thần với nhau là vậy đó. Cho nên mình sống với nhau là mình nương oai thần cho nhau hết đó. Hôm nào mà thấy quý vị mà lên đây mà ngồi đầy đủ gọi là sự tỉnh để mà nghe đó, tự nhiên cái quý thầy sao có lực để nói. Còn thấy người nào cũng liêm diêm thiền định hết là bắt đầu sao? Ông nói chà, cái bộ mình là sắp sửa phải xuống đài rồi đó. Bữa nay thiên hạ sao mua vé ngồi hàng B không? Ngoài thần, ca sĩ cũng vậy, họ hát mà họ lên tinh thần họ hát là tùy theo khán giả ngồi dưới vỗ tay cổ vỗ cổ vũ, hay là ngồi đó lưa thưa có mấy người tự nhiên họ không có hứng thú gì họ hát. Cho mình sống là mình nương oai thần với nhau. Bây giờ quý vị không tin, quý vị làm thử coi. Hôm nào mà đi về nhà mà ăn cơm rồi là mình thấy ông xã mình còn ở nhà, ổng không có ra quán cà phê, ổng ngồi là tự nhiên mình có oai, mình có lực mình dọn nhà đi, rửa chén nấu cơm dữ lắm. Còn mình bước vô nhà mình thấy cái nhà lạnh tanh, tao dài không có là bắt đầu mình rủ rồi đó. Mình biết ông xã mình đang ở bị chỗ nào nó lôi kéo rồi, rầu lắm. Mình nói ví dụ như vậy, cho nên oai thần. Thì ngài Địa Tạng mới hỏi Đức Phật là: con thấy chúng sanh bố thí, con người sao hưởng phước ít nhiều rồi đó. Cho nên ngài mới nói là hưởng phước trong một đời, mười đời, hưởng phước lớn trong trăm đời, tại làm sao thế? Đâu phải ngài Địa Tạng không biết đâu, nhưng mà ngài hỏi cho ai? Ngài hỏi cho tất cả chúng ta. Hay thậm chí tự mình hỏi mình nữa: trời ơi, tôi bố thí quá mà tại sao tôi không được gì hết trơn vậy? Rồi mình mới tuyên bố một câu nữa chứ: tôi yêu nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu, thôi từ giả chẳng còn yêu ai nữa. Tôi cho nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu, thôi không có chịu làm phước làm lành gì nữa hết á. Nhưng mà như nãy Pháp Hòa nói đó, có nhiều lúc mình cho mình không thấy mình được cái hồi đáp qua vật chất, phải không? Nhưng mà trong tâm mình đã được xả ly, xả cái chấp trước. Hồi xưa mình chấp lắm đó. Mình chấp là mình nè, của này của mình nè, ai rớn chút là mình qué lên. Bây giờ mình xả được cái chấp pháp. Bây giờ Đức Phật bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: nay ta ở trong
toàn thể chúng hội nơi cung trời đáo lợi này giảng về sự so sánh công đức khinh trọng của việc bố thí ở Diêm Phù Đề. Khinh là nhẹ, trọng là nặng. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: chính con nghi ngờ về việc ấy, con xin ưa muốn nghe. Quý vị thấy hay không? Ưa muốn nghe mới nghe được ạ. Cái chỗ này mình nói tại sao nói gì dư giả câu chữ trong này vậy? Đúng như vậy. Nghe pháp mà không sanh tâm thích nghe thì nghe không có vô. Giống như mình tụng kinh vậy đó, mình phải thích tụng kinh thì ngồi tụng mới có hồn. Còn mà không thích tụng kinh mà phải lên tụng kinh là khổ lắm. Thân ngồi đó mà hồn lân lân chín cõi này. Đó. Chữ thì tụng đó nhưng mà không có hiểu gì hết. Cho nên đặc biệt chỗ này là: dạ con xin ưa được nghe. Mà ưa được nghe thì nói rót vô trong tâm. Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: trong cõi Nam Diêm Phù Đề có các vị quốc vương, hàng tể phụ, quan chức lớn, hàng đại trưởng giả, hàng sát đế lợi, hàng đại bà la môn, vân vân. Tức là từ những cái người giàu sang, những cái người quan chức, những cái người mà giáo sĩ vân vân. Nếu mà gặp kẻ hết sức nghèo túng, dẫn đến kẻ tật nguyền câm ngọng, kẻ điếc ngay mù quáng, gặp những hạng người thân thể không được vẹn toàn như thế, lúc các vị quốc vương đó vân vân muốn bố thí, nếu có thể đủ tâm từ bi lớn. Quý vị để ý những chữ này nha. Tâm từ bi lớn, lại có lòng vui vẻ tự hạ mình, tự tay mình đem của ra bố thí cho tất cả những kẻ đó, hoặc bảo người khác đem cho, lại dùng lời ôn hòa dịu dàng an ủi các vị quốc vương đại thần đó vân vân, đặng phước lợi bằng phước lợi công đức cúng dường cho 100 hằng hà sa chư Phật vậy. Hay tuyệt vời. Lâu nay là mình đọc là mình chỉ đọc thôi. Bây giờ mình đọc mình nghiệm chữ thì mình mới thấy tại sao. Ở đây là so sánh mà, cho nên Đức Phật nói hằng hà sa chư Phật. Hằng hà sa là gì? Là cát sông Hằng đó. Tại vì ở sông Hằng nó nhiều cát lắm, cho nên ở, nhưng mà Phật ở Ấn Độ, cho nên Phật mới nói là sao? Phật mới dùng cái sông Hằng để Phật làm cái thí dụ. Nhưng là nếu mà Phật về ở Việt Nam mà Phật ở sông gì? Sông Cửu Long thì Phật nói là sao? Cửu Long Xá. Rồi bây giờ thí dụ Phật ở Canada và Phật ở Alberta Beach thì Phật sẽ nói là sao? Alberta Beach Xá. Xá là cát. Và Phật ở Ấn Độ cho nên Phật mới lấy cái số cát ở sông Hằng để mà ví dụ. Bây giờ so sánh nè, tại sao mà được như vậy? Cho những người tật nguyền câm ngọng. Đây những người này là ở trên, quý vị thấy rất hay, toàn là những người cao, tể phụ nè, đại thần nè, trưởng giả nè, sát đế lợi nè, bà la môn là những người cao phải không? Vậy mà lại bằng lòng bố thí cho những người gì? Tật nguyền câm ngọng, điếc ngay mù quáng, thân thể không vẹn toàn. Thường thường là sao? Sanh cái tâm gì? Gớm nhờm, không có chịu cho. Vậy mà những vị này lại làm, mà không phải làm thường nha. Quý vị đây, đủ tâm từ bi lớn, lại có lòng vui vẻ tự hạ mình, tự tay mình đem của ra bố thí. Hồi nãy bố thí là phước, mà hạ mình mà cho là đức. Phước đức đó, phước là cái của mình cho, còn đức là cái cung cách, cái kiểu cách mình cho làm sao để nó sanh ra cái đức. Mình đâu có nói mình là trưởng giả, mình là đại thần, mình là quan chức. Khi người ta nghèo mình phải cho. Pháp Hòa nói ví dụ như thế này. Thí dụ bây giờ mình là một người lớn, mình gặp một đứa nhỏ, mình muốn nựng đứa nhỏ, mình muốn cho kẹo đứa nhỏ, mình làm sao? Mình ngồi xuống,
Để mình làm gì? Mình bằng với đứa nhỏ đó, mình đưa cái viên kẹo cho nó. Có phải vậy không? Đó, mình cao ở địa vị cỡ nào không cần biết, mà cái người đó thấp, cái người đó là người cùng đinh trong xã hội, mà mình có thể đem mình bằng với người đó, cái đó là cái đức đó. Còn mình đứng chơi dơi vậy này, mình nói ê đứa nhỏ kia đưa cho tao cái chạy kẹo, đứa tao đâu có tới, phải không? Cho nên ngay cái hình ảnh mà mình muốn nựng một đứa nhỏ, muốn cho kẹo đứa nhỏ thôi, thì mình phải tự bằng xuống. Cho nên nhiều lúc mà Pháp Hòa mà nựng với đứa nhỏ, cho kẹo với đứa nhỏ, cái mình không xuống vậy, cái tự nhiên mình nhớ kinh Địa Tạng. Cho nên quý vị thấy là kinh điển là không có đi xa cuộc đời mình đâu, mình nằm nghe đây. Nhưng mà nếu mà chúng ta không vận dụng, mà chúng ta quán chiếu tu hành đó, không thấy được mấy chỗ này. Đó, vì vậy cho nên đó, ngay cái chỗ này là tài thí nè. Đó, cho của cải, hay không, cho của cải là mới có phước thôi. Nhưng mà cái đức ở cái chỗ là có tâm từ bi lớn, có lòng vui vẻ, tự hạ mình, tự tay mình đem của ra bố thí. Đó, cho nên việc làm dù nhỏ nhưng mà công đức lớn không? Công đức lớn lắm. Bằng cái gì? Bằng cúng dường cho hằng hà sa chư Phật so sánh. Còn nếu như mà nếu mà như hồi nãy mình nghĩ là mình có của nhiều, mình giúp cho cái người nghèo đó, thì cái phước nó cũng có. Nhưng mà nó bằng gì biết không? Bằng nhất hằng sa, một hạt cát trong sông Hằng thôi, phải không? Còn cái này là hằng hà sa chư Phật. Cho nên tại sao mà ngài Địa Tạng Bồ Tát phải bạch Phật? Bởi vì Phật là giác, Bồ Tát Địa Tạng là tâm. Mà tâm có sáng, có giác, được cái sự giác ngộ nói cho mình biết, thì mình sẽ làm được những việc này. Rồi Đức Phật còn hỏi tại sao? Tại làm sao vậy? Chính bởi vì quốc vương đó vân vân phát tâm đại từ bi đối với kẻ rất mực nghèo cùng và với những người tàn tật kia, cho nên phước lành được hưởng quả báo như thế, trong trăm nghìn đời thường được đầy đủ những đồ thất bảo, huống là những thứ để thọ dùng như y phục, đồ uống ăn vân vân. Thấy không? Phật biết mình thắc mắc sao vậy, cho nên Phật trả lời luôn. Lại nữa, lại vậy nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có vị quốc vương cho đến hàng Bà La Môn vân vân gặp chùa tháp thờ Phật hoặc hình tượng Phật, cho đến hình tượng Bồ Tát, Thanh Văn hay Bích Chi Phật, đích thân tự sửa sang cúng dường bố thí, vị quốc vương đó sẽ đặng trong ba kiếp làm vị trời đế thích hưởng sự vui tốt lạ. Nếu có thể đem phước lành bố thí đó mà hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong pháp giới, thời vị quốc vương đó trong 10 kiếp thường được làm vị trời đại phạm thiên vương. Cái đoạn này á, thì ý muốn nói như thế này: nếu mình làm cái gì, mình làm cái gì, mình tu hành hay mình bố thí, mình làm cái gì đó, mà nếu mà mình không có phát cái tâm mình chan rãi cho mọi người á, thì phước mình nhiều, làm vua trời đế thích có 3 kiếp. Nhưng mà cũng y đó đó, rồi mình đem cái phước lành này mình hồi hướng. Hồi là gì? Hồi là mình xoay trở lại, hướng là mình hướng về cho người khác, thì cái phước lành này nó làm sao? À, thường được làm 10 kiếp, tăng lên gấp đôi. Cho nên ở cái chỗ đặc biệt là cái chỗ mà chúng ta làm mà chúng ta biết chan rãi cho người khác. Cho nên cái phước ở chỗ là cái biết chan rãi đó. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa biết, hiểu biết cái gì đó, nếu Pháp Hòa giữ chân mình, Pháp Hòa biết á, thì Pháp Hòa hạnh phúc được bao nhiêu? Có một mình à, chút xíu thôi. Rồi bây giờ Pháp Hòa local nữa, cái kêu mấy chú đệ tử ruột tới nói thôi, thì mấy chú này hiểu, cho nên mấy chú này mới làm cho mình vui được như đây thôi.
Mà bây giờ mình đem ra mình nói cùng cho tất cả mọi người cùng hiểu, rồi mọi người cùng tu, rồi mọi người cùng thay đổi, có phải hạnh phúc cả chùa không? Hạnh phúc chẳng những không phải hạnh phúc cả chùa không, mà họ quý vị này sẽ đem về nhà áp dụng hạnh phúc cả nhà, hạnh phúc cả dòng tộc, hạnh phúc cả hãng xưởng, hạnh phúc cả xã hội, vân vân. Rồi bây giờ nè, nếu mình chỉ nghe xong mình truyền những cái CD này trong cái nội bộ của mình thôi thì mình hạnh phúc con như đây thôi. Mà nếu mà mình chia ra cho những chỗ khác nữa, cái hạnh phúc lớn nữa, rõ ràng. Cho nên là nếu mà mình chỉ giữ cho mình thôi thì có một chút à, mà mình trang rãi cho người khác. Giống như mình có một nắm muối mà bỏ vô cái chung nhỏ xíu uống nó mặn lắm. Nhưng mà nếu mình biết là đem nắm muối đó mình bỏ vô trong một cái lu nước, ai cũng uống đều hết trơn, không có ném được cái gì hết. Cho nên cái chỗ phước là cái chỗ mà mình biết hồi hướng cho người khác. Pháp Hòa có một thầy bạn, thầy mới nói Pháp Hòa, nó thấy nó hồi đó nó nghe tôi mà nghe đọc kinh Địa Tạng là tôi bực lắm, tôi thấy nói gì đâu không à. Vậy mà có một bữa tôi ghé cái chùa đó chơi, tôi nằm trong phòng tôi nghe chùa đó tụng nguyên bộ Địa Tạng. Trời, bây giờ tôi thấy kinh Địa Tạng hay vô cùng. Hay ở cái chỗ là làm bất cứ việc gì mà không giữ cho mình, tôi thấy được cái nghĩa lý là làm mà biết trang rãi cho người khác. Quý vị biết đó người đó là ai không? Thầy Pháp Cơ trai. Thì mình, tại bây giờ khi mình chưa thấy được cái đạo lý của kinh đó, có nhiều vị hòa thượng cũng nói hồi xưa mà tôi mà đọc kinh Đại Thừa đó, tôi chê, tôi nói kinh Đại Thừa là để một tủ thờ thôi, nói gì đâu không à. Nhưng mà khi hiểu được kinh rồi tôi phải sám hối. Cho nên đó, mình cẩn thận, cái gì mình chưa hiểu không có nghĩa là nó dở đâu nha. Nếu không đồng tình không nói, vì không hiểu thì làm sao đủ hiểu để mà phê phán. Mình không hiểu được cái hay thì làm sao mà mình hiểu được cái dở mình phê phán. Mà cái đó là cái tật của mình. Cái hay mình không hiểu mà thấy được cái dở thì phê phán liền. Mà phê phán liền thì dấp cái lỗi. Mà thay, bởi cho nên mình tu hoài mình không tiến là tại vì mình cứ thấy cái sai mà mình phê cái phán, mình phê phán. Mà trong đó mình không thấy được cái hay cho nên không có khen được. Cho cái chỗ này là cái chỗ là cái hay là ở cái chỗ là mình biết chia sẻ cho mọi người. Lại thế này nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau nếu có vị quốc vương cho đến hàng Bà La Môn vân vân gặp chùa tháp của Đức Phật thuở trước, hoặc là kinh điển hay hình tượng bị hư sụp rách rã, liền có thể phát tâm tu bổ lại. Vị quốc vương đó hoặc tự mình đích thân lo sửa sang, hoặc khuyến hóa người khác, cho đến khuyến hóa trăm nghìn người khác cùng chung bố thí cúng dường để kết duyên lành. Vị quốc vương đó trong trăm nghìn đời thường làm vua chuyển luân, còn những người khác chung cùng làm việc bố thí đó trong trăm nghìn đời thường làm vua các nước nhỏ. Ở đây là bắt đầu pháp thí đây. Hồi nãy là tài thí phải không? Bây giờ pháp thí. Nếu mà mình gặp chùa tháp kinh điển hình tượng bị hư sụp rách rã, mình phát tâm tu bổ. Giờ mình có phát tâm mình tu bổ không, hay là nó chưa hư cái mình đập luôn cho nó nát, thấy không? Cho nên tại sao mình cũng bố thí dữ lắm mà cái đức mình không có? Tại vì á, mình làm cái việc mà mình gọi là bố thí cho người nghèo, người khổ, làm việc xã hội vậy đó. Nhưng mà đối với những cái mà chưa có lành ở trong đạo đó, mình không có tu bổ. Mình thấy cái người nào đó họ khiếm khuyết, thay vì mình sao, mình tu bổ, mình giúp cho cái người đó toàn vẹn, thì mình sao nữa, mình lại moi móc cho nó lỡ luôn. Chứ ở trong này mới nói thấy không, mình phải thấy, nếu mình thấy hình tượng hư sụp rách rã liền phát tâm tu bổ. Quý vị biết không,
từ nào đến bây giờ đó, khi Pháp Hòa đọc kinh đó, thấy một cái chữ đó in lem không có rõ, thì tụng kinh rồi là Pháp Hòa cầm quyển kinh đó vô phòng và lấy cái viết, Pháp Hòa ngồi và đồ lại cho cái chữ đó nó rõ. Mà quyển kinh mà cái sợi chỉ mà ngăn đó, người ta làm thường nó dở lắm. Mà mình dở ra mà mình thấy nó tưa đó, là mình lập tức mình kiếm cái kéo mình cắt liền, và mình rút cái dây nó liền, rồi mình hơ nó lại đi. Và mình cứ suy nghĩ là nếu chỉ cần mỗi người cầm quyển kinh lên và tự ý thức để ý quyển kinh, tu bổ một chút như vậy thôi, thì nó đỡ cực cho mọi người lắm, và nó giữ được cái pháp bảo cho chùa. Có phải không? Ngày xưa Pháp Hòa đọc Lương Hoàng Sám, thì trong cái quyển đó in thiếu một trang, in cái lật qua trang này trống trơn, trong đó có 12 cái nguyện, mà in trang kia là thiếu mấy nguyện. Mà trong lòng mình cứ thao thức làm sao để tìm cho được một cái quyển kinh nào mà nó tương ứng, để mình copy cái trang đó lại mình dán vào trong đó. Thì một hôm mấy năm sau thì tôi tìm được một quyển kinh tương ứng. Mà quý vị biết mà Pháp Hòa gặp được cái quyển kinh đó mà mình muốn chảy nước mắt, là vì mình thấy chỉ có cái quyển kinh này nó chỉ thiếu có một trang thôi, mà nếu mà không được dùng quyển kinh này nó phí quá đi. Cho nên luôn luôn mong mỏi tìm được một quyển kinh mà dán vô cho nó, cho nó đủ một trang. Thì tới hồi tìm được quyển kinh đó thì mừng vô cùng. Đó. Rồi mà lỡ mà thí dụ như người ta lật kinh sách mà lỡ nó có rách á, mà thường mình gặp cái là mình cũng để luôn, tại không phải kinh của mình, kinh này kinh chùa. Mà nếu mà mình thấy như vậy, mình xuống mình xé miếng băng keo mình dán nó lại liền, là nó lành lặn quyển kinh. Quý vị thấy được điều mà nói vậy đó. Cho nên nói vậy rồi, cái này bây giờ mình để ý đi. Mình tụng quyển kinh mà mình thấy quyển kinh nó rách, nó làm sao đó mình sửa đi. Chẳng hạn như cái quyển này, cái kinh Địa Tạng mình đang có đây nè, thì người ta bấm cái lỗ này nè, làm vậy làm chi? Để mình dễ lật tụng. Nhưng mà thường thường á, mà nó như vậy thì lâu lâu nó chạy cái vòng đó, nó tuột ra ngoài hết mấy cổ tuột. Vậy mà có đôi khi mình cầm quyển kinh đó, mình cũng thấy vậy đó, mà mình cũng cất vô tủ đành lòng vậy. Mà mình thấy như vậy là lập tức mình rút nó ra, mình chịu khó mình ngồi mình xe giấy cho nó đồng lại, rồi mình xoay nó vô. Nhưng mà trưa này đi đám tang vậy đó, một cái quyển kinh mà nó bị như vậy là Pháp Hòa kéo ra, Pháp Hòa làm liền. Mình phải tập cho mình có một cái thói quen là tu bổ như vậy. Mà khi mình tu bổ được kinh sách như vậy thì mình tu bổ cái gì của mình? Mình tu bổ cái thân tâm của mình đó. Mình tu bổ cái thân tâm của mình. Cho nên á, mình làm cho mình nghĩ là mình làm cái đó cho người, khinh thưa, không phải đâu. Khi mình làm cái đó được cho người cũng chính là lúc đó mình làm cho chính mình. Mà khi mình làm được cái đó cho chính mình thì cũng có nghĩa là mình đang làm cho mọi người. Cho nên mình mà thay đổi được con người mình đó, thì mình cũng đã giúp cho người thân mình có hạnh phúc lắm. Tại vì nếu mình sống với cái cố tật của mình đó, thì người thân mình khổ lắm. Chẳng qua là nhiều khi bây giờ bấm bụng mà sống là tại vì bây giờ còn kẹt mấy đứa nhỏ, bỏ ra rồi không biết làm sao, tội nó cứ sống vậy. Mà nếu chúng ta biết nhìn lại một chút cái gì hư rách đó, chúng ta chỉnh đốn nó lại, thì tự nhiên dù quyển kinh nó có rách nhưng nó vẫn có gì, vẫn có giá trị như thường. Nếu ai ở đây mà nhớ cách đây mấy năm mà mấy huynh đệ mình mà phải thức mấy đêm liền để mà sửa một cái cuốn kinh Nhật tụng đó, có ai nhớ không? In rất là đẹp, mà cái vị in kinh lúc mà đánh máy không để ý, không có coi sóc gì hết, cứ đánh máy ra rồi in. Tới hồi mà dở quyển kinh ra đó, nó sai từ đầu cho tới cuối,
Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như Bát Nhã Tâm Kinh, khi mà đánh máy lại thì nó thiếu cái chữ, một chữ thôi, thì tất cả những nghi thức sau mà có Bát Nhã Tâm Kinh nó sai luôn, là tại đâu có đánh máy lại. Họ khách cái đó rồi họ dán cái kiểu là khách rồi paste đó, cứ copy lại trong các nghi thức. Thì mà Bát Nhã Tâm Kinh mà quý vị trong một quyển nghi thức tụng niệm mà nó 7 cái nghi thức là 7 bài Bát Nhã Tâm Kinh sai. Mà trời đất ơi, mình biết mình sửa rồi thì cứ cuốn kinh này nó cũng nát nước hết. Vậy mà Pháp Hòa ngồi, Pháp Hòa tra từng chữ nghe, chữ nào sai Pháp Hòa đánh máy lại, rồi in vô trong cái giấy, cái label đó. Rồi ngay góc này đây, là mấy huynh đệ đêm nào cũng tụng kinh rồi là ngồi mà sửa từng trang từng chữ vậy đó. Mình biết mình sửa vậy cuốn kinh nó cũng ráp nối lắm, nhưng mà cứ làm. Vì khi mình sửa được quyển kinh, mình cầm quyển kinh, biết cái quyển kinh này nó trọn vẹn, thì tự nhiên trong lòng mình nó vui. Mà khi mà mình mà có vui được như vậy rồi, đó là mình kết duyên, kết duyên lành. Đấy, cho nên trong này nói nè, bố thí cúng dường để kết duyên lành đó. Cho nên mà nếu mình không có tu sửa, mình không có để rồi mình cứ kết duyên oan nghiệp với cái người bên cạnh mình không thì khổ lắm. Cho phải kết duyên lành. Cho nên nếu mà mình thấy cái gì nó hư không có tốt á, chịu khó sửa nó lại, chứ đừng có nhẫn tâm mà đập cho nó luôn thì tội lắm. Nếu lại ở trước chùa tháp, có thể phát tâm đem công đức hồi hướng, công đức cúng dường bố thí đó mà hồi hướng về đạo vô thượng chánh giác được như vậy, thời vị quốc vương đó cho đến tất cả mọi người đều sẽ thành Phật cả, bởi quả báo ấy rộng lớn vô lượng vô biên. Thấy không? Là nói hồi cái rồi, cái chỗ mà muốn hướng mình về là phải mở cái tâm rộng. Lại nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có vị quốc vương hay hàng Bà La Môn gặp những người già yếu, bệnh tật và kẻ phụ nữ sanh đẻ, nếu trong khoảng chừng một niệm sanh lòng từ lớn, đem thuốc men, cơm nước, giường chiếu bố thí, làm cho những kẻ ấy được an vui, phước đức đó rất không thể nghĩ bàn đến được. Trong 100 kiếp thường làm vua trời Tịnh Cư, trong 200 kiếp thường làm vua 6 tầng trời cõi dục, không bao giờ còn đọa vào ác đạo, cho đến trong 100.000 đời lỗ tai không hề nghe đến tiếng khổ, rốt ráo sẽ thành Phật đạo. Thấy người bệnh tật, kẻ phụ nữ sanh đẻ, nếu trong khoảng chừng một niệm sanh lòng từ lớn, đem thuốc men, cơm nước, giường chiếu bố thí, làm cho những cái ấy được an vui, phước đức đó không thể nghĩ bàn. Cái người bệnh tật là người gì biết không? Người bệnh tật là cái người mà còn nhiều cái tật khí đó. Rồi còn cái người mà sanh đẻ đó là cái người mà sao? Mang nhiều tâm sự khổ đau. Thì thường thường cái hình ảnh mang thai là tượng trưng cho cái người đó còn mang nhiều cái chấp trước. Mà nếu mà mình đem đi cái giáo pháp nè, sanh một lòng niệm từ, một niệm thôi, tức là khởi cái lòng thương cho người đó, đem thuốc men, là mang giáo pháp, phải không? Mang những cái gì mà họ cần cho người đó. Pháp Hòa có quen một Phật tử, cái vị Phật tử này đặc biệt á, là thấy ai mà bệnh mà không có người thân chăm sóc, nhất là mới đi mổ về không ai chăm sóc, vị này rước về nhà chăm sóc 1 tháng, đến khi nào lành lặn rồi đem trở về. Thấy một chị Phật tử nào trong đạo của mình mà không có bà con, không có cha mẹ, khi sanh ông chồng không biết chăm sóc, vị Phật tử này tới lui nấu nướng chăm sóc đúng 1 tháng. Khi nào mẹ con cứng cáp rồi thì xong. Người khác thấy trời ơi sao mà khổ quá. Nhưng mà cái vị này làm có khổ không? Không có khổ. Có thể cực nhưng mà không có khổ. Chớ, bởi vì họ không có khởi niệm khổ, thì cho nên cái quả của họ là gì? Lỗ tai không hề nghe tiếng khổ. Bởi vì làm mà có khổ gì đâu. Còn mình làm gì mà thấy khổ hết á. Rửa chén cũng thấy khổ, quét nhà cũng thấy khổ,
à, ngồi lăm râm tụng kinh cũng thấy khổ, cho nên rồi từ trên xuống dưới mình làm gì cũng thấy khổ hết. Còn cái người mà người ta không hề nghe tiếng khổ là tại vì người ta làm mà người ta có cực nhưng mà người ta không có khổ. Cho nên cái vị này á, người ta làm mà người ta không có khổ, cho nên cái kết quả là cái chữ nghe đây là gì? Có nghĩa là trong lòng người ta không có thường thường đấy, tôi nghe trong người hơi mệt mệt, mệt sao nghe? Có thường thường mình thấy vậy không? Ví dụ mình nói tôi nghe ở đây hình như có mùi gì đó, thường thường mùi phải ngửi chứ sao lại nghe? À, mà đặc biệt là mình dùng chữ nghe. Lỡ mà mệt mệt mình không có thay gì mình nói tôi cảm thấy, mình không nói vậy, nghe sao hơi mệt mệt, à, chỗ nào hôi quá nó nghe hơi hôi hôi, chỗ nào thơm nó có nghe thơm thơm không, thơm mà lại nghe, đặc biệt không? Bởi vì khi có lắng thì nghe nó mới rõ. Cho nên khi mình có lắng xuống thì mình đâu có khổ. Cho nên không khổ là trong trăm nghìn đời lỗ tai không hề nghe tiếng khổ. Cho nên cuộc đời này mà nó có tặng dân cho mình biết nhiêu chuyện, cứ làm mà chả có cực thiệt mà không có khổ. Có nhiều khi mình ở xa mình không thấy, nhưng tới gần mình nói trời ơi không ngờ thầy cực dữ ha. Nói dạ có cực mà không khổ. Ta kêu cực khổ mà có cực mà không khổ. Lâu lâu buồn nè, nhưng mà không lụy. Cho nên mình nghe được cái này rồi á, là mình phải phát tâm làm sao rộng lớn. Cho nên cái chữ trong đầu bài tựa là gì? So sánh. Cho nên mình đừng có thắc mắc là tại sao mà con làm đủ thứ, mà con là tại vì mình làm mà mình có cân nhắc lắm. Tháng rồi con làm rồi, tháng này bắt làm nữa. Chị kia con có thấy làm gì đâu. Tại mình cứ so sánh. Cho nên mình mới biết mình làm cái gì mà bằng cái tâm vui á, nó quan trọng lắm. Lại vậy nữa này, Địa Tạng Bồ Tát trong đời sau như có vị Vất Phương và Bà La Môn có thể làm những việc bố thí như thế sẽ đặng vô lượng phước lành. Nếu có thể đem phước đức đó hồi hướng đạo Bồ Đề, không luận là nhiều hay ít. Hay, cái câu này là cái câu đấy ha. Không luận là nhiều hay ít, rốt ráo sẽ thành Phật cả. Mình làm nhiều hay ít, cái chuyện đó không phải quan trọng. Cái quan trọng là mình làm bằng cái tâm gì. Cái người mà làm thiệt nhiều mà làm đâu la rầy đó thì người ta không có, người ta chẳng nhớ nghĩ tới. Thì người ta không nhớ nghĩ tới thì làm gì mà trong đầu trong tâm người ta mà có mình. Cho nên mình nói tôi làm nhiều mà chẳng được bao nhiêu. Tại vì mình cứ so sánh quá trời quá đất, mình cứ nghĩ là mình làm nhiều hơn, cho nên không được. Không luận là nhiều hay ít, rốt ráo sẽ thành Phật cả. Huống gì là những quả trời phạm vương, trời đế thích vua chuyển lưng. Mình muốn làm ông trời hả? Dễ lắm. Nhưng mà muốn làm Phật mới khó. Mình muốn làm ông trời là dễ lắm. Mình hét lên tiếng là mọi người xếp re hết là mình làm trời liền à. Nhưng mà muốn làm ông Phật thùy mỹ hiền lành để mọi người thương mến đâu phải dễ. Cho nên mình làm cha dễ hơn làm thầy. Mình mà có địa vị chút rồi mình hét hò cái là tự nhiên. Nhưng mà làm thầy là gì? Trước hết mình phải làm thầy mình, rồi sau đó mình mới làm thầy được người khác. Cho nên mới nói nè, huống gì là những quả trời phạm vương, trời để thích vui chuyển lưng. Mình làm nhiều hết mà biết hồi hướng là rốt ráo thành Phật. Cho nên làm ma dễ hơn làm Phật là vậy. Này Địa Tạng Bồ Tát, vì thế nên khuyến hóa những chúng sanh đều phải học như thế. Này Địa Tạng, tức là mình phải đem cái tâm mình học cái đó. Lấy tâm ra mà học cái đó.
Lại vậy nữa này, Địa Tạng Bồ Tát trong đời sau, như có thiện nam kẻ thiện nữ nào ở trong Phật Pháp mà gieo trồng chút ít cội phước lành, chừng bằng cái lông sợi tóc, hột cát, mảy bụi, phước lợi của những người đó sẽ hưởng thọ không thể ví dụ thế nào cho được. Tại sao vậy? Tại sao nói là ở trong Phật Pháp mà gieo trồng? Cõi ít phước lành chừng bằng sợi lông hạt cát. Bởi vì nếu mà mình làm bất cứ việc gì mà chúng ta có một chút Phật Pháp ở trong đó đó, thì cái sự việc nó sẽ an lành, nó sẽ tươi đẹp hơn là mình làm bằng cái tâm phàm tình. Bây giờ ngồi nghiệm lại mình mới thấy, chứ còn nói mình chưa thấy đâu. Hôm nào mình làm cái gì đó mà lấy cái tâm phàm ra mình làm đi, xong rồi cái mình giật mình, cái mình trở lại tâm thánh mình làm, cái mình thấy cái sự việc nó có khác liền. Cho nên ở trong Phật Pháp mà làm, mà gieo trồng chút ít cõi phước lành, thì hưởng cái quả không thể ví dụ thế nào cho được. Không nói được. Chứ cái chỗ đó đó không có nói được, không có ví dụ được. Ai có sống thì mới cảm được cái đó. Thí dụ bây giờ vị nào mà tu Bát Quan Trai mà cảm thấy được cái sự hạnh phúc bình an của Bát Quan Trai đó, thì sẽ tìm cách tháng nào sắp xếp mình đi. Còn vị nào mà vô đây mà cảm thấy khổ từ sáng tới chiều, cái gì đâu mà ngồi ngồi đồng hết, ngồi tới giờ này tới ngồi tới giờ kia, mà thậm chí nổi cái chuyện ăn cơm mà im lặng thôi mà chịu không nổi, thấy đó là khổ đó. Cho nên có nhiều khi những vị mà lần đầu tiên mà tới chùa mà ăn cơm mà im lặng, trụ khó chịu lắm, tại không có quen. Hồi nào giờ ăn cơm nói chuyện nó quen rồi, bây giờ mà ăn cơm mà không nói chuyện là khó chịu chỉ một chút đó thôi. Cho nên ngài mới nói nè, Địa Tạng, tất cả nên khuyến hóa tất cả chúng sanh đều phải học như thế. Lại vậy nữa này, Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có thiện nam thiện nữ nào gặp hình tượng Phật, hình tượng Bích Chi, hình tượng vua chuyển luân mà bố thí cúng dường, thời đẳng vô lượng phước lành, thường sanh ở cõi người, cõi trời, hưởng sự vui thù thắng vi diệu. Như có thể đem công đức hồi hướng cho cả pháp giới chúng sanh, thời phước lợi của người ấy không thể ví dụ thế nào cho được. Lại vậy nữa này, Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như kẻ thiện nam người thiện nữ nào gặp kinh điển đại thừa, hoặc nghe một bài kệ câu kinh rồi phát tâm ân cần trân trọng cung kính, ngợi khen bố thí cúng dường, người ấy được quả báo lớn vô lượng vô biên. Nếu có thể đem phước đức hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, thời phước lợi này không thể ví dụ thế nào cho được. Có bao giờ mình cảm thấy là mình hiểu Phật Pháp là tại nhờ mình nghe được câu kinh bài kệ nào mà mình thấm rồi mình tu cho tới giờ không? Có chứ. Thí dụ như trong đạo mình là vị tổ nào mà nghe người ta tụng kinh Kim Cang mà ngộ? Ai nhớ không? Lục Tổ Huệ Năng đó. Thấy không? Ngày gánh củi đi bán mà đi ngang cái nhà cái ông đó, ông tụng kinh Kim Cang. Ngày nghe có một câu à, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Tức là nên sanh cái tâm không chỗ trụ, tức là cái tâm luôn mắt á. Ngài nghe câu đó cái ngài ngộ. Phải không? Mà nhiều lắm. Nhiều người mà nghe được một cái câu kinh mà ngộ. Ở Việt Nam ta thì có bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám. Ông tên Lê Đình Thám, pháp danh là Tâm Minh, quê ở ngoài Quảng Nam. Ông là một bác sĩ. Thì cái năm đó là năm 1926, một hôm ông ghé chùa Tam Thai ở núi Ngũ Hành. Thì trong khi mà ông đứng đó thì ông nhìn trên vách chùa có cái bài kệ của Lục Tổ: Bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhã trần ai. Nghe cái bài kệ đó rồi, cái bắt đầu ông sanh cái tâm gọi là cảm mến Phật Pháp. Rồi bắt đầu ông nghiên cứu Phật Pháp, và ông hợp tác với quý hòa thượng Tôn Túc vào cái thời đó để mà truyền bá Phật Pháp. Mà những vị, có một số những vị hòa thượng
sư trưởng của Phật giáo Việt Nam đã từng thọ học với ông. Và cái bộ kinh mà cuối đời của ông hoàn tất trước khi ông mất, đó là bộ Thủ Lăng Nghiêm. Ông trích giảng Thủ Lăng Nghiêm, ông diễn giảng Thủ Lăng Nghiêm trọn bộ hai quyển. Thì bác sĩ tâm linh Lê Đình Thám này nhờ đọc một cái bài kệ ở trên vách chùa mà lại bắt đầu hướng Phật. Rồi khi mà ông hướng Phật rồi đó, ông làm gì? Ông bắt đầu ông diễn giảng, ông truyền bá Phật Pháp cho mọi người. Lục Tổ Huệ Năng cũng vậy phải không? Nếu mà Ngài không ngộ được cái câu trong Kinh Kim Cang thì Ngài đâu có diễn giảng Phật Pháp cho chúng ta, Ngài đâu có trở thành một vị tổ của ta. Cho nên trong này mới nói nè, nếu có thể nghe được bài kệ đó là công đức lớn rồi phải không? Công đức là mình hiểu được rồi, mình tu mình cho mình rồi. Nhưng mà nếu có thể đem phước đức hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh, thời phước lợi này không thể ví dụ thế nào cho được. Có rõ ràng không? Đó, Lục Tổ mà nghe có một câu mà người ngộ đạo rồi đi tu rồi giờ làm tổ mà truyền cho tới bây giờ, phước lợi không biết bao nhiêu từ thế hệ này qua tới thế hệ khác. Những sách vở mà bác sĩ tâm linh Lê Đình Thám còn để lại không phải chỉ có một cuốn bộ Thủ Lăng Nghiêm đó, còn những cái cuốn nghiên cứu Phật học khác nữa, làm lợi cho biết bao nhiêu người. Cho nên cũng vậy thôi. Quý vị biết là nhiều khi mình đi tụng kinh đám tang đó, mà trong vô tình mà mình tụng một cái bài nào đó mà người ngồi đó mà họ nghe được một câu nào đó họ thấm, và từ đó là bắt đầu họ trở thành ra một người hiểu và sống có chánh niệm và làm lợi cho nhiều người hơn. Nhiều lắm. Cho nên mình nói là nghe một câu kệ, một câu kinh là đúng như vậy. Cho nên nếu mình cất chùa, mình làm mọi in kinh rồi không chưa đủ ha, rồi phải làm gì nữa? Phải tu nữa, phải tu như kinh nữa, công đức nó lớn nữa. Giống như nè, mình tài thí rồi, phải không? Rồi mình có pháp thí rồi, mà bây giờ mình làm sao mình tu tập nữa thì cái tài thí, cái pháp thí của mình nó toàn vẹn. Nếu gặp kinh tháp cũ hoặc hư rách thời sửa sang tu bổ, hoặc riêng mình phát tâm, hoặc khuyến hóa người khác đồng phát tâm. Những người đồng phát tâm đây trong 30 đời thường làm vua các nước nhỏ, còn vị đàn Việt chánh đó thường làm vua chuyển luân, lại dùng pháp lành mà giáo hóa vua các nước nhỏ. Lại vậy nữa này, Địa Tạng Bồ Tát trong đời sau, như có người thiện nam thiện nữ nào ở nơi cõi phước lành đã gieo trồng Phật Pháp, hoặc bố thí cúng dường, hoặc tu bổ chùa tháp, hoặc sửa sang kinh điển cho đến chừng bằng một sợi lông, một mảy bụi, một hột cát, một giọt nước. Những sự lành như thế không luận là nhiều hay ít, chỉ có thể đem hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh, thời công đức của người đó trong trăm nghìn đời thường hưởng thọ sự vui thượng diệu. Cái kết thúc rất hay, là bởi vì chúng ta không cần biết mình làm ở trong Phật Pháp nha. Quý vị phải để ý những câu trong này nè. Ở nơi cõi phước lành đã gieo trồng trong Phật Pháp, hoặc bố thí cúng dường, hoặc tu bổ chùa tháp, hoặc sửa sang kinh điển cho đến chừng bằng sợi lông, một mảy bụi, một hột cát, một giọt nước. Nếu tất cả đó mà đem hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh, thời công đức của người đó trong trăm nghìn đời thường hưởng thọ sự vui thượng diệu cho người đó nha. Còn như chỉ hồi hướng cho thân quyến trong nhà, hoặc tự mình được lợi ích thôi, như thế thời sẽ hưởng quả vui trong ba đời. Cứ làm một việc, cứ làm một phần sự lành, thời được hưởng quả báo tốt muôn lần trội hơn. Cho nên kết cái chỗ này là gì? Cuối cùng là chúng ta phải làm gì? Phải hồi hướng. Hồi hướng là gì? Tức là mình có nghĩ đến người khác, mình trang rãi cái sự tu hành của mình đến người khác, thì người khác lợi lạc vô cùng. Mà đúng như vậy. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nè. Pháp Hòa hay ví dụ cái này. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa có một đồng, Pháp Hòa cho quý vị có một đồng, quý vị cho Pháp Hòa, thì hai người cứ có một đồng mà cứ đổi qua đổi lại hoài, có phải không? Nhưng mà nếu Pháp Hòa biết cái này, Pháp Hòa nói quý vị nghe, rồi quý vị có cái sẵn có của mình nói cho Pháp Hòa nghe, thì cả hai người chúng ta có được bao nhiêu cái hiểu biết? Hai.
Bởi vì sẵn có rồi, bây giờ người khác tặng nữa là hai. Cho nên cái hiểu biết là nó không, nó vô cùng vô tận là như vậy đó. Cho nên chúng ta cũng vậy. Làm cái gì mà nếu chỉ cho mình thì ít lắm, nhưng mà trang rãi cho mọi người thì nó vui vô cùng. Cho nên trong đạo chúng ta là có cái pháp lục hòa là vậy. Và cuối cùng là lợi hòa đồng quân, có cái gì lợi là chia đều cho hết. Cho nên chúng ta nên nhớ rằng á, trên đời này á, cái gì chúng ta cũng có mang theo được hết á. Nhà, cửa, vợ, con, bất cứ cái gì cũng không mang theo được hết. Duy chỉ có một điều có thể mang được là gì? Đó là cái nghiệp của mình, nghiệp lành hay nghiệp dữ mà thôi. Cho nên chúng ta được làm thân người, mà cái thân người này nó cũng hạn hẹp lắm, không biết nó đi lúc nào. Cho nên trong khi còn sống, làm được gì cho người chúng ta cứ làm. Thí dụ nhất là gần nhất là người thân của mình đó, mình làm không được cho họ thì mai mốt cái là lỡ mình hay họ ra đi thì lại hối hận. Cho nên quý vị mới thấy ở trong lời dạy của các thầy chư vị thánh hiền mở mang trí tuệ cho mình. Thì bây giờ ở đây đó dạy cho chúng ta một cái là chúng ta phải xả. Thấy không? Xả là gì? Xả là mình buông bỏ, mình có thể mình không có vướng mắc, mình có tiền mình cho rồi phải không? Đó là mình xả của rồi nè. Mình có phước mình cũng không ôm luôn nữa, mình lại hồi hướng luôn. Cho nên công đức vô lượng vô biên. Vậy giờ mình tụng xong thời kinh rồi, mình hiểu rồi đó, hiểu kinh rồi đó, rồi xong hồi hướng, xong cái bài kinh đó có làm gì? Hồi hướng đó. Công đức nó vô lượng ở cái chỗ là mình biết mang cái công đức trì kinh, cái công đức hiểu biết của mình hôm nay mình trang rãi cho mọi người. Mà bây giờ đó, chúng ta hồi hướng một cách rất thực tế đó, truyền bá cái điều gì chúng ta là học được đó. Rồi bên cạnh đó hồi hướng bằng cách nào? Hồi hướng bằng cách là chúng ta thực tập những cái gì mà Phật dạy. Thì tự nhiên mình xoay lại mình, mình nghiệm lại mình, coi mình phải hướng về người thân mình, những người xung quanh mình phải làm gì. Cho cái chữ hồi hướng nói xa cũng được, nói gần cũng được. Nói gần là mình hồi lại, tức là mình nhìn lại mình, hồi phản lại mình, rồi mình hướng về người thân đó, mình làm sao đây cho họ có an lạc, cho họ có hạnh phúc. Cho nên mình mà xả được như vậy gọi là đại xả, xả một cách tột cùng. Mình xả của cải không nói là một chuyện rồi, có phước xong rồi đem cái phước đó làm gì? Trang rãi cho người khác nữa. Thì cái phẩm thứ 10 này Đức Phật muốn hướng dẫn chúng ta. Chúng ta đưa cái tâm mình tới thiên đường rồi phải không? Trong kinh Địa Tạng á, cái bài tựa đó Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường đó. Thì hôm nay đó mình thấy mình lúc nè, mấy ngày nay, mấy tuần qua mình đưa tâm mình đến thiên đường. Bây giờ mình không an trụ trong cảnh thiên đường, mình đi đâu? Mình đi xuống địa ngục à, mình. Cho nên cái phẩm thứ kế này hay lắm. Cái phẩm tên là có một vị Bồ Tát, có một vị thổ địa tên là Kiên Lao Địa Thần à, kỳ tuần sau mình nói Kiên Lao Địa Thần. Mà ở đây là mình muốn nói cái gì? Khi mà mình ở được cái cõi thiên đường đó rồi, mình có tiền rồi, mình đâu có an hưởng phải không? Mình còn gửi về mình giúp cho người nghèo. Không phải chỉ thân nhân mình không, mà ai nữa? Những người nghèo ở những các vùng sâu, vùng xa, ít nhiều mình gửi về đó. Đó, quý vị thấy rõ ràng hồi hướng không? Hồi mình mới qua đây mình hai bàn tay trắng, rồi bắt đầu mình có được chút ít dư giả, rồi bắt đầu giúp người thân. Giúp người thân bây giờ rồi còn bên cạnh đó là gì nữa? Còn giúp cho những người đồng bào ruột, đồng bào của mình ở trong nước. Rồi bây giờ mình trang rãi cho những nước mà mình nghèo khổ mà mình biết nữa. Cho nên phước đức đó vô lượng vô biên. Tại sao vậy? Vì mình vận dụng được cái vô duyên từ bi. Vì sao vậy? Vì mình đã xả được. Mình không có còn chấp, chỉ giúp cho người Việt thôi, chỉ giúp cho người Hoa thôi, mà mình mở được tấm lòng của mình. Mà mở được như vậy là tâm mình là gì? Là Địa Tạng. Bởi vì Địa Tạng là gì? Là dày, là chắc, là sâu,
rộng, vân vân. Mà lòng được như vậy rồi thì quả thật địa thổ địa rất an vui. Nhớ cái phẩm thứ 8 không? À, phẩm thứ 8 là nói về thấy được mẹ con an lành, thời thổ địa vui mừng. Thấy được tâm niệm mình khởi được niệm lành, vui không? Vui lắm. Cho nên nếu mà lúc nào tâm mình mà còn nhiều cái giận dữ, tức tối, chấp trước thì lúc đó là thổ địa không vui. Còn khi nào mà tâm mình an lành, nhẹ nhàng là trong kinh Địa Tạng diễn tả bằng hình ảnh là thấy cả mẹ lẫn con đều vui, thà thổ địa vui mừng, thấy mẹ con được mẹ tròn con vuông đó, vân vân. À, mẹ là mình đó. À, mẹ là mình mà con là những cái gì mà tạo mình tạo ra đó. Đó, hay lắm. Cho nên khi mình thấu được cái nghĩa lý của kinh điển rồi thì mình mới thấy mình rất là hạnh phúc, mình rất là vui khi mình tụng kinh, mà từng lời, từng chữ, từng ý trong kinh nó rót vào. Cho nên mình mới thấy làm sao, dường như không phải lời ca mà sao thánh thoát ngân nga lạ lùng. Lời đi từ cõi vô chung, lay người trong giấc mộng chung thuở nào. Ôi sao tha thiết ngọt ngào, nghe như cam lộ rót vào cõi tâm. Lời sao tha thiết thăng trầm, như đang xoa dịu lỗi lầm nhân gian. Không buồn như tiếng thở than, cũng không vui nhộn như đàn múa vui. Kinh Phật là như vậy. Có nhiều lúc mình chỉ cần làm một cái chuyện rất nhỏ, xin làm chiếc mỏ xinh xinh, làm chuông tỉnh thức lay tình nhân gian. Mình làm cái mỏ mình cũng vui, mình làm cái chuông mình cũng vui. Tại vì sao? Tại vì mỗi một tiếng chuông mà nó ngân lên là nó có thể làm tan rã mười phương mộng. Mình làm cho cái người nghe họ cửa Phật đây rồi, tôi thấy tôi, cho cái chuông nó phải vui chứ. Vì nó làm trọn được cái bổn phận là một tiếng chuông. Cho nên chúng ta cũng vậy. Mỗi người mình đều là những người thiện nam tín nữ đó. Cho nên Phật gọi trong kinh đó, người, nhớ không? Người gặp người người thiện nam, kẻ thiện nữ nào, mình là đều là người thiện nam, thiện nữ hết á. Chứ không có ai xấu. Bởi mình biết đưa tâm mình về thiên đường rồi là bảo đảm tâm mình có lành mới được về thiên đường chứ. Nhưng mà sau khi ở thiên đường rồi là mình đi địa ngục. Đi là không phải là tại mình đọa. Bởi vì sao? Mình có được cái tự tại ra vào của mình. Cho nên khi mình có xả được á, là mình xả được cái gì? Xả được cái chấp trước. Mà xả được chấp trước là mình có tự do. Rồi qua cái phẩm thứ 10 này, chúng ta hiểu được cái ý như vậy. Cái ý của kinh Địa Tạng ở cái phẩm thứ 10 là làm tất cả những gì chúng ta làm, sau đó chúng ta biết chan rãi cho tất cả mọi người. Mà gần gũi nhất là mình tu học, rồi mình chuyển hóa mình, mình làm cho người khác được an vui với cái sự chuyển hóa của mình. Đó là cái ý của phẩm thứ 10 trong kinh Địa Tạng. Thôi mình hết giờ rồi, xin cảm ơn đại chúng. Và xin đại chúng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành.